bạc của chú anh chị nhá. Này 15 rồi, hai phiên là không đi chợ. Hôm nay về quê thấy cái cây rất là lạ của nhà bà cô nhá, nhưng mà không có nhà nên sang đào trộm. Các bác, cái cây này nó không có gì đặc biệt nhưng nó lại lạ, tức là cái tên nó không biết tên. Thứ hai là nhìn thấy nó đầu tiên nhá, đầu tiên là ở dưới gốc nó nhá, gốc thì bình thường thôi, không có gì, nhưng mà cái hay của nó là nó nhìn cái da lẫn cái lá nó rất là giống cây bưởi, và nó có cái quả, có hoa, có quả rất là nhỏ thôi, quả nó nhỏ bằng chắc tầm đầu đũa, gần bằng đầu ngón tay út. Quả xanh thì nó như này, và chùm hoa như này. Còn đây có vẻ là quả chín rồi, chín màu hồng ngọc này, rất là đẹp, rất là nhỏ. Chắc là để ở đây nó tốt nên là lá nó to như này thôi. Không biết là cây gì đâu. Đấy thì nó lạ nên là đào về. Và bới qua cái gốc của nó thì thấy nó cũng có song thân này, ở dưới có vẻ nó cũng có tí bệ. Đấy thì cũng được rồi. Nói chung tổng thể là đào được. Thân bệ và xuất xứ giống cây. Nói chung là lạ. Chắc ít bác có cây này. Quá định sang đào cái ổi cái kìa, ổi to đùng cái kìa. Nhưng mà xấu quá, không quất được. Thế thì lại đâm ra nhìn cây nọ lại hóa cây kia. Ra góc vườn thì thấy cây này nó rất là hay. Đấy, đầu tiên là ấn tượng là cái quả. Đấy thì bây giờ hai bố con sang đào để các bác xem tí nữa xem nó có ra gì quá nha. Rồi, okay. Đây là đào trộm đấy. Đào không xin phép. Cái qua để ý thì cái đất nó dụng cái quả nó mọc rất là nhiều ở kia này. Thôi cái cây to thì mình đào, cái bé để lại, có gì xin phép sau. Cái đất này cũng bở thảo nào nên là nó lá nó to kia. Rất ấn tượng với cái quả chín màu hồng để vào làm việc cái nhá. Rồi giờ cắt đi các bác, chứ để này thì không chơi được, nó dễ đào. Để ông ngoại đào cho, còn mình chắc sẽ cắt đi những cái cành kia thôi để mang cận cảnh cho các bác xem quả với lá đó các bác nhé. Đây các bác, chú anh chị kỹ lại tí. Đây nhá, quả đây nhá, chín nó có chùm, đây hoa nó có chùm quá. Đây quả nó nhìn này, bé này đó, cũng màu như quả hồng ngọc. Đấy thì thích là đào thôi. Có vẻ như là cây thuốc mình trồng ở đây các bạn. Cái gì thì để tính sau. Nói chung là đẹp. Có thể là ăn được đấy các bạn. Đấy quả chín này. Mùi nó cứ thơm thơm. Bằng quả trứng cá, chín. Đâu lấy nét đi nào. Thiếu sáng quá. Thơm. Quả này ăn được các bạn nhỉ? Được rồi. Quả này ăn được không? Ăn được. Cây bún này này. Liếm ngọt đấy. Ngọt. Nó là cây thảo dược nhỉ? Thuốc thì phải. Cũng có vị thuốc đấy. có vị thuốc ngọt ngọt đấy, thử tí các bác, ngọt đấy, quả chín thật ngọt. Đây này, lúc này luộc sáng các bác. Rồi, để em hạ thấp cái camera một tí. Đã được rồi không? Cho thấp cái này xuống. Đấy. Úi giời, nhanh quá. Là hoàn trả mặt bằng. Chưa kịp động. Bầu nguyên to. Hoàn trả mặt bằng. Coi như chưa có gì xảy ra. Vẫn còn để lại cho gia chủ mấy cây nha nhỏ. Cây đi, cây còn gốc đi. Nhấc lên. Để đặt cái máy quay không dễ. Vào mà, vào kia các bác nhé, đứng đây. Đấy, hai bác con vừa cho nó lên đây để cho nó đỡ vướng chỗ vừa nãy kia. Nó vướng không để được máy quay. Thì cơ bản nó như này, cơ bản cây như này. Nó hoàn toàn tự nhiên, không có gì nó nổi bật lắm. Cái giống này thì sơ qua là toàn là dễ chùm, không có cái dễ cọc. Nhưng này bệ là có vẻ là ít, có vẻ là không có bệ. À, ông ngoại đào được cái bệ rất to, cái bầu rất to. Thì vấn đề yên tâm rồi. Dưới này thì nó dính liền nhá, hai thân dính liền. Đấy, nhìn vòng. Rồi. Đấy. Có tí ở đây. Vấn đề là suy nghĩ xem làm như nào anh. Cái cành này đang mọc rất là chướng. Nó có thể cắt đến đây. Đây này, đón cái mầm này. Nó hai cái màu này, bên này cũng phải cơ hạ thấp thôi, hạ thấp để tạo độ chuyển của thân, chứ để này thì nếu mà chơi cây trực một thân thì được, chơi quần thụ này không chơi được. Cái thằng này cắt đi rất là chướng, cắt đi. Nói chung là làm cây phôi mà, chứ đã có cái gì đâu, phải khai thác. Rồi, làm đến đâu rồi, nghĩ tiếp lấy anh. Dựng cái máy quay đến đây. Rồi, cắt thôi. Sướng nhất là đoạn cắt. Ui, đi đâu à? Vâng. À đây. Đấy, thấy cái ổi rồi. Nó vừa hỏi ông hàng xóm này, ông bảo là đây là cái cây gọi là cây bưởi bung đó bác. Đúng là cái da, những cái lá là y hệt là cây bưởi và lá bưởi rồi. Thế còn quả với cái mùi nó hơi khác một tí. Đấy. Thì cái cây bưởi bung này quê tôi cũng có đấy, nó giống này nhưng mà nó quả nó lại khác. Có thể là một dòng khác các bác. Thế thì thôi làm đi. Làm sao nó một cây lạ. Đây vùng đồng bằng mà, quê hương Thái Bình đấy. Tôi lần đầu nhìn thấy cây này ở Thái Bình. À, các bạn nhỉ. Không biết tả thế nào cái từ cái lúc mà mình đào nó cứ tác động vào rễ hoặc là thân hoặc là lá hoa quả của nó là nó có cái mùi đặc trưng, nó mùi đặc trưng. Cảm giác mà mình cứ gọi là như mùi thuốc đấy các bác. Đấy. Nó khác với những cái cây khác. Đồ nghề về quê thì nó không có này. Nhiều khi làm rất là ngại. Hôm nay chí định là sang đây để đào cái ổi đấy các bác. Bởi vì là tôi không biết bên này. Đây là nhà bà cô mà. Nhà bà cô bà ấy chuyển đi nơi khác để hoang thôi. Cũng không phải để hoang, có người trông nom nhưng mà đi thoảng bà ấy về ấy. Thì thấy ông ngoại bảo bên này có những cái cây. Tôi bà biết tôi thích ổi thì bà có cây ổi nhưng mà sang xem nó là không sơi được. Nó không có gì. Nó to mà nó không có ưng ý như mình muốn. Thì ra góc vườn lại thấy cái cây này. Đấy, nó nói lại các bác biết lại quá trình hôm nay. Nhiều khi cây nó là duyên quá. Rất là tự nhiên rồi. Rất tự nhiên rồi. Đấy. Tiếp tục nha. Này đang phiên chợ rất to các bác nào ra chợ Vạn Phúc hôm nay rất to. Ông Thìn cũng gọi tôi và hôm nay ông có cây hôm nay chú Thủy ông mang ra. Nhưng mà tôi chịu rồi, không về được. Mình không đi chợ các bố nhớ lắm. Có cái hay ở chỗ đấy bác. Đấy, toàn dễ chùm này. Bác không thấy dễ cọc đâu. Cây là sướng nhất cái lúc cắt thì đúng không bác? Thì mình cái cây phôi được cái nó dễ. Nhiều anh em mà không cứ hỏi là không biết cắt như nào, thực sự các bác là nó là cái ý tưởng trong đầu thôi. Còn sau này nó ra mầm có khi nó lại thành những ý tưởng khác. Nói chung là nó sẽ hỏng, ví dụ có thể các bác làm nó hỏng cái thế này nhưng nó sẽ ra cái khác. Là theo ý mong muốn các bác. Đấy là nghệ thuật. Nhiều khi là đúng là sai lầm tội lỗi thật nhưng mà biết đâu 5-10 năm sau nó lại là cái xu hướng các bác nhỉ. Tất nhiên là mình cũng nên trau dồi những cái kiến thức cơ bản. Đấy, còn mỗi người có một cái mắt nhìn. mà cách làm cây. Quan trọng là mình thấy là mình làm thế này là nó sẽ đẹp. Mà có thể sau này mình thấy xấu, ồ tại sao ngày xưa mình lại làm như thế, thì lúc đấy là mình đã lên một cái level khác. Đấy, trình độ mình sẽ lên một cái mức khác rồi. Nó là cái tiến trình dần dần. Đấy. Thân trực cao các bác nhìn rất là trực, nhưng mà làm cái cây trực thì rất đẹp, nhưng mà vấn đề là nó còn cái thân dính liền. Suy nghĩ rất là suy nghĩ đây, hạ thấp bớt đi đã. Hạ thấp bớt đoạn trực này đã rồi tính tiếp. Giá mà cái cây này nó một thân này ấy, thì để cái thân này làm thân trực rất là tốt, nó rất thẳng mà rất khỏe. Này nó còn cái thằng ông mãnh giờ hơi này, anh cắt cái này đi thì không được, để thì tội. Rồi cái này là vẫn phải thấp xuống, thằng này thì mình không chơi thân trực thì vẫn phải thấp xuống, thấp xuống để tạo độ chuyển đây, tạo độ chuyển. Sau mình giật cái mầm nó sẽ có cái đường chuyển của thân, vì mới tính tiếp được. Chứ vì bản chất là mình đào cây này là vì nó, cái giống cây nó đặc biệt, chứ không phải là vì cái dáng thế của nó. Dáng thế mà cây bình thường chắc không đào đâu, chả hay đào đâu. Đấy. Cây lạ mà, cây lạ mà muốn làm bonsai ấy, mà chưa có dáng dấp gì ấy, thì cũng bắt buộc phải chờ có thời gian thôi. Đấy, thời gian thôi. Bây giờ các bác có cắt lỗi lầm gì cũng không có ảnh hưởng gì lắm. Hy sinh cái thân trực rất đẹp, nhưng mà mình có làm cây trực đâu. Đấy. Cắt cái này đi. Cái cửa này to quá. Dạ. Đấy. Thích đấy. Cây này là mỗi con mình đàn là chỉ vì là nó lạ, chứ nó không có cái gì. Đấy. Năm 10 năm nữa quảng cáo các bác cái cây này độc nhất thiên hạ. Độc nhất thiên hạ. Đấy. Các bác nào chơi đến cây này đâu, yếm mày tự nhiên mà chả thấy chơi gì. Sửa phải sắm cái bộ đồ chuyên nghiệp làm cây này. Bây giờ là tích cực năng xin giảm mua, tự tốn kém mua chết. Rồi vào nhiều cây quá, bao tiền. Từ đấy cây thế đưa lên nhiều thích. Chúng rất mềm. Rồi. Món đấy là chơi là vất đấy, là phải nhiều người. Món đấy là thế là phải nhiều người. Hai người nào là vất. Khênh lên. Nhưng mà thôi để đây thôi, chả dám nào cô. Đấy, và có cái khế đẹp nhưng mà không dám động, mà to quá. Thích thì thích nhưng mà mình lực mình có hạn. Sức lực có hạn. Giải trí cuối tuần thôi. So với thành ông chuyên cây lúc nào không biết. Đam mê là thành chuyên. Công việc bỏ bê chết giờ đấy, bên này không ra tiền. toàn phục vụ các bác xem, bác giải trí mình. Nếu mình có cây chơi cũng được, cuối tuần lao động tí, không thì cũng mệt lắm, sức khỏe yếu đi. May máu vì là vừa làm lon bia đấy. Vừa làm lon bia may máu thế đấy. Không, giờ đang dấp ở nhà rồi. Đang dấp ở nhà rồi. Định thấp tí nữa mà không lùa được cái cưa vào. Đấy, tương lai là cũng gì phết đấy, không đơn giản đâu. Nhìn thấy tương lai, quan trọng là nhìn thấy tương lai. Mình chơi cây gì, mình mua cây gì, mình cảm giác mình có thể làm gì với nó, nhìn thấy cái tương lai này. Thế mới chiến thôi, còn tương lai nó thế nào thì lại tính tiếp. Và biết trước tương lai nó hình dung thôi. Hình dung mường tượng. Còn lúc tương lai nó có khác như thế thì lại xoay chuyển. Xoay chuyển. Đấy. Này, này. Mấy tầng này không hợp lý. Nhưng mà ok. Giờ mà thế thôi, để cắt thế mà cắt nữa rồi đó. Đang gọt cái chỗ này, sau nó ra đây nó chèn cái thằng này. Cái thằng này nuôi đây thì lại bổng quá. Để hơi mấy tầng ở đây. Ôi, cái phôi cứ để vậy thôi. Sao nó ra tùm đây lại thoải mái ý tưởng. Đấy, thoải mái ý tưởng. Bây giờ mình chặt ở đây, mình tí nó ra ở đây, khi mai khô xứ cái đoạn này. Phôi một cây lạ mình không biết được, thôi cứ để này thôi, để này nhỉ, thôi về trồng rồi, được quả đất to quá. Đấy, đấy, ủi luôn, dọn cho cô gái, chỉ cho mất cây mất. Xong đi để quay lại. Rồi bác nào mà cao nhân thì cho ý tưởng tiếp, chả có ý tưởng gì cây này nữa đâu, phôi bình thường. Đấy, sau này giật nảy mầm lên thì 1-2 năm nữa tính tiếp đó nhỉ. Bầu to chưa à, cái đoạn cưa gớm mặt này chết làm sao được. Rồi để em về trồng bác nha. Đây, báo cáo các bác, vừa mới sắn bớt cái bầu để xách về đây rồi. Bây giờ là chồng em này. Đây, tiếc là đang ở quê bố vợ các bác, nên là tạm thời không có cái chậu nào. Bây giờ trồng ra cái bãi đất này cho lên đã các bác nhá. Rồi một vài năm sau hẹn gặp lại các bác nhá. Nếu mà lớn nhanh thì gặp lại sớm, mà không thì gặp lại muộn tí nhỉ, để sang một cái khác. Để em trồng ra cái chỗ này khu cây cảnh, biến khu này là thành khu cây cảnh. Khu cây cảnh chưa được gọi là bonsai. Bonsai phải trồng trên chậu bác nhá. Đấy. Giờ trồng ra đây, trồng ở đây, trồng ra đây. Đây, rất nhiều rễ chùm này, rễ chùm dập, rễ dập cắt hết đi. Nguyên tắc đào cây nào thì cả đáng nhẽ là phải có thuốc thang, nhưng mà thôi thôi trồng chơi giải trí. Rễ dập cắt đi. Cây này chết làm sao, không chết được. Vừa nó hoa lắm, quả nó rụng xuống nó mọc nhiều lắm ở dưới, không tận diệt, mình không tận diệt. Cây lạ. Rồi, cái ở đây đất cát nó không vất vả nào với như trên em. Trên này. Đấy thì sẵn là đào thôi. các bác biết là ở đây trồng sướng hơn ở trên em chỗ nào không? Thứ nhất là đất, toàn là đất màu, đất thịt này, rất là mềm, nó như đất phù sa ấy, Thái Bình mà. Cái thứ hai đó là không có gà, em trồng thoải mái này, không sợ chết cây nào. Đấy, một cái điều nữa muốn chia sẻ các bác, nếu các bác nào ở quê ấy, nhất là có hai cái thể loại anh em mình chơi cây ấy, nên là một số các bác là thành phố. Vâng, thì không có điều kiện đào bới thì chịu thôi. Thế anh em mình ở quê thì cứ thi thoảng để ý nhá. Ngoài đường mới biết thôi, ngoài đường rồi là bờ rào biết. Nhiều khi những cây mình đi qua rất nhiều ngày không thèm để ý đến. Cũng trước một ngày mình rơi cái đồ gì vào đấy hoặc là mình vô tình mình đá lên thì lại ra một cái cây tác phẩm để đời. Đấy, để đời nghe to tát quá đúng không? Nhưng mà đúng là nó là những cái món quà bất ngờ thiên nhiên ban tặng, không phải mua biết thì các bác nhỉ. Đấy là cái giá trị mà cũng là cái kênh của em muốn đem tới cho các bác xem kênh nhá. Rồi nổi tí sau cho dễ đào, ăn thịt đất thịt ăn sâu mệt. Rồi, thế thôi các bác. Vừa nhẹ nhàng tình cảm mà lại giải trí được cuối tuần. Có cây chơi lâu dài, lại có cái cây lạ. Bây giờ các bác để ý người ta thích chơi độc lạ lắm. Cái này thì độc thì nó cũng chả phải là độc mà nó lạ. Thì mình cố gắng mình làm nốt cái phần độc của nó. Đấy, các bác nhé. Rồi, cây như xong cây này để em tưới cho nó tí. Thả đây thôi, còn ông ngoại chăm sóc. Phía trên em là cho chậu rồi các bác nhé. Rồi, cảm ơn các bác để đi đào tiếp một cây nữa nhé.